Xin chào mọi người đang xem kênh Diệu Hinh TV của Tiên nha. Thì hôm nay Tiên mua con King đẹp 2,5 kg. Người ta hấp rồi cắt sẵn cho mình luôn. Còn đang đóng hỏi nè, nhìn 2,5 kg mà con nhúm thấy chán ghê không? À, đã chị tới Kiên Giang ăn cua hoàng đế nha, với lại khoai từ. Chỉ qua ăn từng nay chắc chỉ thèm khoai từ rồi đó. Đây là các món ăn phụ kèm nha, đậu luộc, khoai lang ngào đường, bí chiên, rồi khoai tây trộn nghiền các thứ, tôm. Bên đây là kim chi các loại, rau trộn, dưa chua đó. Còn đây là chén nước chấm thần thánh của chị Tư, muối ớt sữa đặc nha. Cái này mà chấm hải sản là nhất nách nha. Rồi hôm nay mình sẽ ăn kèm với anh Ba Đông. Nó ăn Ba Đông ngồi chăn con tôm không? Anh Kim thừa. 2, 3. Mời mọi người cùng ăn cái nhà của Tiên nha. Ăn nhiều cho mẹ. Không biết mẹ của Tiên á thì không biết là có thích ăn cua hoàng đế không, nhưng mà thấy mỗi lần mua là cản lắm, chắc sợ gái tốn tiền. Nhưng mà mẹ cứ ăn đi, mà ăn được thì con mua cho mẹ được. Khi nào mẹ còn răng là mẹ còn ăn nha. 장모님이 다시 돌아와서 정말 기쁩니다 제가. 안 돌아온 거 trời. Mừng mẹ mẹ vợ đã quay trở lại Việt Nam. Nhưng mà anh đâu có biết bữa nay trời lạnh đó, mẹ vợ đòi về ngày 80 giá. Nói là sao? Nói lại mẹ. Sang năm giờ này đừng hòng quốc ta qua. Lạnh muốn chết luôn, đừng hòng quốc ta qua nữa. Qua lạnh, qua mùa đông ta mới qua. Ừ, chụp tao. Cùng vậy đó. Cùng vậy đó. Mà ở trong nhà Tiên bật sưởi ha, ấm hiểm luôn. Rồi đi ra ngoài là cho mẹ bận kỹ càng. Nhưng mà tại vì chắc tuổi già sức yếu cho nên là bị lạnh, bị rung mọi người. Đây, chén nước chấm thần thánh nha. Ô ba, chị có một cái bài hả? Dạ, yeah, yeah. Em có một cái. Cả nhà mình chấm chung chén đi, hôm nay hết chén rồi. Ăn nhiều mấy công cái chén, mấy công mẹ không vui. Ô, con vô anh nè. Ê, con đừng vô đây. Con đừng vô đây. À, đây, 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 đi cho bà ngoại. Rồi, đi vô đây đi. Nó ăn cái miếng tôm rồi. Đấy nè, nó ăn cái miếng tôm mà nó không ăn, nó đưa lại cho má nó ăn. 아까 이 장모님이 만들어 놓는데 만들 거 봤는데 Trời ơi, là với mẹ. Đúng là chị tới Kiên Giang mãi đỉnh nha. Kiên Giang 68 mãi đỉnh. Ngon đúng không anh? Ngon. Anh mà không nói ngon một cái là Tết khỏi Việt Nam chơi luôn. Ngon lắm. Ngon lắm. Má học tao còn má hết nè. Bị tên nào là bộ ai hả? Má hai chồng xin mẹ hết nè. Phải nói cẩn thận nha, anh mà nói không ngon này. Anh cứ chưa nghĩ hỏi mình lấy mà chưa tết các bạn xem. Ok ok. Ok. Đây chấm nè. Ôi. Đừng ép mình chứ tôi nói thật tình. Ngon quá. Tôi phải nói là hải sản mà chấm với lại mướp chanh đó mọi người. Mướp chanh sữa đặc đó. Và đỉnh của chết luôn. Thật sự ngon. Thế là không chờ. Cái này gì? Cái đó là ăn được đó mẹ. Kiểu như thịt 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 đó mẹ ăn đi mẹ thử nha. Mẹ thấy ngon. Ngon. Như mùi á. Cua mà chanh cái này ngon. Mùi chứ. Nó bè giòn phai. Cái này là hành kiểu người ta chủ hành chua ngọt với da heo hay là con sứa biển tiếng giận gần đó. Mùi chứ. Cái gì vậy ta? Ăn thử. Mực. À, giống lòng quá vậy. Mẹ thấy cái da giống mực. Đó. Giống da heo quá. Thế là sứa biển. Ngon rồi, nó giòn giòn, nghe dai ngon lắm mọi người. Ngon mẹ. Á, nhiều vô. Mẹ tôi xe không? Ăn, mà bóc ăn nhiều vô mẹ. Như con cua chả bá nữa. Mẹ thích ăn cua này không? Con sẽ thường xuyên mua cho mẹ. Đặc là... À, cái này cũng rẻ rồi. Đen đen, kiểu như là nó ấy cũng rẻ rồi. Bên Russia. Cua này của Russia mọi người. Mình nó bán chứng rồi nhá. Hồi đó là 120.000 ký đó. Bây giờ còn có 75-80.000 ký à. Rẻ lắm rồi đó. Triệu mấy vậy? Có 1,5 triệu ký bây giờ. Hồi đó là 2,000,000 ký. Bây giờ còn có 10,000 ký tranh thủ ăn mọi người ơi. Thịt nè. Sáng Tiên nói để Tiên mua cua hoàng đế cho mẹ Tiên ăn. Cái mẹ Tiên nói thôi mua cua hoàng đế ăn chi. Mua mấy con ghẹ biển đồ á cho mẹ ăn được rồi. Hoặc là mua con cua Cà Mau thì cua Cà Mau cũng ngon. Mua ngang cua Tiên thấy là cua Cà Mau cũng ngon, đang ngang ngửa cua hoàng đế nhưng mà tại vì bữa nay ngoài chợ có bán. Có đợt đó bán. Nhưng mà để cho mẹ ăn cua hoàng đế xong đi rồi ăn cua Cà Mau sao? Lịch sử của ăn cắt ra nha, cần khúc cho mình nha ha. Ừ, người ta là hấp sẵn cho mình, chăm sẵn cắt sẵn cho mình luôn. Ừ, cắt sẵn từ khúc ra vừa ăn luôn rồi. Mà đây không? Tổng nhiên. Một con cua mà giờ. Bây giờ mình xin một con cua bao nhiêu gia vị?
Việt Nam đồ ăn phụ, đồ ăn kèm bánh chát. Anh ba đâu hỏi là mẹ có muốn ăn, có thèm món gì bên Việt Nam không? Không. Thì mới qua đó mấy ngày chưa có thèm. Hợp sai à? Việt Nam không chỉ sinh hoạt nữa. À gì? Mấy chị bắt cảnh đến đề, qua mới có 7 ngày mà. 7 ngày. Vì sao y bưu lịch cho mua cua? À chụp đề là chứ y bưu lịch sản nô thân đề. Nào quá, muốn mới ế được bắp chân cho cô. Cứ mãi cô. Có. Hôm nay đi 가면 입을 뜯어 가지고 안 나오더라고 추워 가지고. Thực sự là mẹ Tiên á là có thèm cái món cá rô đồng. Tại vì bữa vừa ngút bắt được cũng nhiều nhiều cá rô đồng đó cái mẹ nói trời ơi bển không thấy ăn. À bển thấy không thèm muốn ăn. Tự nhiên qua đây cái thấy cái thèm. Thấy thèm phải không? Thấy muốn kho tiêu ăn liền ha. Bởi vì ta nói nhiều khi á sao ta? Kiểu như là có không giữ mắt đừng tìm. Lúc ở bển thấy không thèm ăn, bây giờ không có cái thèm. Nhà ăn đi. Đấy, mẹ ăn đi. Mẹ ăn đi. Bữa nay đáng ra là phải có mẹ chồng đi ăn cùng. Nhưng mà tại vì mẹ chồng Tiên đi coi concert rồi mọi người. Đi coi show của các ca sĩ mẹ thích. Giống như Tiên thì Tiên đi coi concert của Lắc Bin. Còn mẹ thì mẹ đi coi concert của anh Nạo Na gì đó, ca sĩ Nạo Na gì đó mọi người. Nói chung là cái thời của mẹ rất nổi tiếng luôn á. Ngủ mẹ Tiên đi, mẹ Tiên không đi. Xe xe không chết. Mẹ Tiên lên xe xe xe. Đừng hòng ai ngủ, mẹ Tiên đi chơi. Chị Tư chỉ thích ở nhà và mua vàng thôi, chị Tư không thích làm gì hết trơn. Chị Tư không thích đi du lịch, thích đi chơi. Đi chơi mẹ, đi Thái Lan chơi à. Không dẫn mẹ đi Thái Lan chơi. Đi nhà cho khỏe. Đi chơi đi. Dạ cả. Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với con gái. Sao hoài được. Đi Việt Nam không? Chẳng muốn mẹ gì mình. Đi cả 12월 달에 혼자 베트남 가서 한 달 동안 생활하고 싶었어. 진짜로. 기억이 돼. 기억이 안 돼. 진짜로. 뭐 하러 주시네. 아, 와 Tết cho nó học ảnh tháng đi. Chồng con nói là 혼자 베트남 tháng 12. 지금 집이 원인데. 근데 가고 싶었다고 혼자. Bây giờ muốn gì Việt Nam ở bạn. 이미 늦었지. Bây giờ. 지금 이나 갔다 온다. 얘 bạn ở bạn tháng mình nên. 아, 예. 가라고 해. 이 키 줘야지. 문장이 있다. 너 이제 화냐? 거 봤냐? 옆란 봤냐? 이마 뭐 갖고 있어? 오. 문 옆란 giữ 봤냐? 혼자 생활하고 혼자 먹고 자고 그게 빨래하고 청소하고 내가 다 해줄게. 1 tháng như cái nhà như bãi chiến trường luôn. Cam đoan với mọi người 1 tháng là cái nhà như bãi rác luôn. Không có. Nó có nợ nó dọn được. Hành tay. 우리 엄마 집 밥 쓰레기 좀 안 들러 그랬나? 아니 아니 쓰레기 무슨 쓰레기야? 쓰레기 정도는 아니지. 엄마는 그냥 돈 얘기하고 살아. 혼자 이제 우리 만들어. 다 다. 얘 bánh lôi kéo mấy dượng ăn nhậu suốt, vợ chửi thấy bà nội đuổi ra khỏi nhà hết luôn. 그러다가 나 쓰레기 만들면 다음에 다시 오라고 기회가 없을 거야 아마. 오지 마. 이럴 것 같아. 쓰레기 만들면 안 되지. 가서 이모 보던 데 맨날 놀고 숨어가려고. 아니, 너. 이모들이 집에 쫓겨낸다. 아니. 그럴라. 아니, 너. 나 나올게. 너 나오려나? 이모보다 노는 게 아니다. 나는 너 혼자서 가서. 아이고, 왜 그렇게 생각해? 뭐 그렇게 생각해? 나 우울하다. 혼자 먹고 자고 한다고. 매일 먹을 순 없다. Công nhận cái nước chấm này mãi keo nha mọi người. Cái nước chấm này nó rất là keo, nó rất là dính nha. Mặc dù nó có mặn thiệt nhưng mà nó ngon. Tại vì muối ớt mà không mặn được. Muốn ăn hải sản là phải bắt mẹ Tư làm muối ớt chấm. Ăn nè mẹ, ngon chưa? Khoai tây à? Mệt chưa? Vừa mua mép tỏ. Lên liền. Mua lên. Khoai tây nghe ăn ngon nè. Cầm trái là kia là. Mẹ nói đâu không?
Thái Tây à, Thái Lan à. Cái đỏ đỏ chiên gì vậy? Bí á mẹ, bí chiên á mẹ. Ăn thử bí đi. Thử đi, ngon. Bán con cua mà kèm theo một đống đồ ăn phụ ha. Ngon ha. Mày dậy một đống. Ừ. Chồng muốn yêu mày ăn rất mất tiền, hả? Mày đang hỏi mẹ thích ăn cái này lắm phải không? Ít, tiếc tiền, nãy mua còn không muốn chịu ăn. Con này mấy ký? Con này 2.5 kg. Trời ơi. Tự nhiên ăn con mới chịu bạc ai ăn. Lâu lâu mình cũng phải ăn chứ mẹ. Với lại á, bên đây nó rẻ đỡ bánh còn mắc hơn nữa. Ông bởi bên Việt Nam mình nhập ăn kiếp gì mọi người? Không biết không? Có khi cũng tương đương. Ăn cho biết mẹ. Đời sống có mấy khi. Thì có ăn rồi, ở đây có ăn rồi. Nhưng mà về bánh đắt con mấy chịu bạc hay mà dám ăn. Con này cũng tính ra mấy triệu bạc mà. Ừ. Mẹ ăn, mẹ ăn và phà phà đó, mẹ nói gì không chứ mà. Ngán chết. Ngán tiền á mọi người, chứ không phải ngán ăn. Ngán ăn phải không? Ừ. Có ai mua là ăn được phải không? Ừ. Ngán đi. Xót tiền dụng gái nè. Con mấy triệu bạc ăn ngán chết thiệt. Để sắm được chỉ vàng này ha. Ừ. Ừ liền. Lâu lâu mình ăn lần mà mẹ. Lâu lâu ngày nào cũng ăn đâu. Ngày nào cũng ăn chắc tôi mình trốn luôn. Ngày nào cũng ăn là đừng ăn chính tôi rồi bé nợ. Chạy trốn. Chấm vô đây nè. Ăn ngon nè. Anh ba anh chấm bên kia không à? Chưa chưa mua yêu đi à? Nào ăn không tới. 이거 찍은 문고, 이거 찍은 문고, 한 개 먹을 때마다 문고 돌아간다. 네, 잠만 내요, 잠만 내요. 영상 편지 말 때 보세요. 안 찍은 문 내가 뭐, 한 그릇 먹어. 내가. 안 thì cũng có cái ngon cái dở, không? Mình ăn cái dở rồi mốt cái ngon mình ăn. Ăn lựa cái ngon ăn không thì đâu có. Mệt nhỉ, đều. Ngon, chứ nó chấm này đỉnh mà. Dí dính dữ lắm, dính luôn. Nó keo dữ lắm, keo. Làm sao cải bánh nó keo. Nhưng mà tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy nó hơi chắc chắc. Anh nói ngon nhưng mà nó hơi mặn. Đúng. Nó hơi mặn mặn. Thì sao nó cái này là muối ớt, phải mặn chứ làm sao. Như có sầu cơm canh cho, sầu cơm dán nhâm như này rồi. Tại như chai gì. Đã ta nói là muối ớt sữa đặc, muối ớt chanh, muối sữa đặc thì nó phải mặn chứ sao? Mặn thôi, giống mặn. Tao cũng là này, thấy cái hăng cái muối. Chứ lại anh hơi lạc. Mặn hơi cho nên là anh phải ăn thêm muối. Bí chiên này ngon quá. Cái lô ô ba này chỗ công sinh câu à. Cái đó là sổ công mạng như mốt kìa thầy. Ô ba nở mua sinh câu à. Bí đỏ mà chiên ngon ha. Sinh câu không kìa, tôi còn ngon hơn cái gì. Anh nhìn. Ô ba cả trái cho sinh câu ta. Trẻ mi ẩm nâng xa đâm ý mà đi à. Cái sầu công ty mà anh mua ấy thì mà đi chích mua à chứ không mà cần cái gì đâu cần cái này không tôi tay nó mua chè mía không nó sao làm gì là sao chú cũng chắc cái món rồi à nó mua sinh cơ à anh mua là chè mía không sao anh lạc đồ hơn là nước mà người hàng đang lạc không mình nhưng mà bộ nói kìa trời là người đang lạc không ừ, không mình đó là chém nói cái hậu quả của mình chấm gì gì mẹ ăn là chấm dừa ăn ừ ngọt chơi quá đi gì cả ăn qua trời rồi gì muốn chờ đó bữa thứ năm còn bữa thứ năm còn đấy nãy để mua bún một tô kẹo không quan nhá anh nhím đi à hey mua khoai tây mở mỏi
우리나라 예지 감자 비싸다. 돼지 감자 아니야? 남자 남자 예지. 어 예지리가 코로나. 코로나. 나. Mua khoai tây của Việt Nam, ổng hỏi biết này gì không mà tôi mua mà ổng hỏi tôi biết này là gì không, khoai tây của Việt Nam mà ổng tưởng đâu khoai của Hàn Quốc cái gì đó nghe. Cái này của người ấy bán hả? Người Việt bán hả? Ừ, của ông Tú Anh á. Tú Anh nó cũng ở Kiên Giang đó mẹ. Chứ không phải người Hàn trồng hả? Sáng giờ tới là người Hàn trồng. Nhập qua người Việt Nam mình qua đây. Tú Anh là bé bán đồ Việt Nam mình bán hàng nè mọi người. Xách tay qua đó có bán đủ các loại đồ luôn. Trang Facebook của nó là Tú Anh, nó cũng quy Kiên Giang Tiên luôn. Bán đồ rất là dễ thương, Tiên mua đồ tụng nó không à. Mua 2 ký ốc ăn bữa hổm. Chứ đừng muốn năn nỉ quỳ lại đó, em ơi tính tiền cho chị đi mà nó không tính, nó chưa tính nữa. Rồi bữa nay mua thêm 2 ký khoai nữa. Rồi nó dồn cục tới một cái tài, tới chừng nào cái tới cái chục triệu cái nó tính lần rồi nha. Nhiều trả lần luôn. Ăn cua ngán luôn vậy. Không phải. Mình kêu tính tiền cho mình. Ôi dạ em biết rồi chị, thì đó em tính cho. Mà nó không tính, nó để đó. Xong cái nó đi lên mạng, nó đòi tiền mấy đứa mấy người mà không trả tiền. Nó mình nhột. Tại vì có nhiều người người ta mua, nhiều người kiểu như mua bên này như mua đồ, nhiều người giật. Có nghe mọi người. Mà bạn Tiên bán gạo, bán bánh, bán đồ ăn này em giật nhiều đó. Kiểu như ha, mua xong nhận được đồ xong là chặn Facebook mất tiêu luôn. Điện nhắn tin không được luôn. Là bị giật luôn. Nên là nhiều khi đăng lên đời cái mình nhột, mà trong khi mình kêu tính tiền cho mình mà nó không tính. Ăn đi còn cạn đó, ăn đi cho hết đi, ăn khoai hoài vậy. Cô ăn khoai cho mẹ ăn cạn này, mẹ ăn đi. Thôi thôi ăn đi, ngồi nghỉ à, nhiều quá dư đạm. Mai hai mẹ con mình á đi tập thể dục không? Sáng 5 giờ rưỡi trời âm khoảng 4-5 độ thôi. Âm 4-5 độ mình đi ra mình chạy cho nó nóng lên cho nó gã đông. Hiểu không? Khỏi chạy nữa cũng gã. Nó lại muốn học đồ chuyện gì cho mẹ cho. Thôi mà lòng nói tức quá. Nó còn nói thú xuyên thì nè. Ông cũng mắc cười lắm mà ông không biết cái giống gì để cười. Nói không hiểu gì chứ. Ý nó là ông ăn à. Ừ. Gã gì nó lạnh nó teo mẹ hết rồi. Gã gì nó gã. Nên là chim bu, nên là chim sẽ biết cái này xí. Ừ. Ông ma bu của cá chi. Nãy giờ sao unton hết rồi hết sợ. Ừ. Vẫn ha xà ô tô ấy. Unton hết rồi nó nên nên nên. Ông ăn à. Ăn cứ thế đó. Ở đâu chú cơ. Khỏi khỏi chạy con ơi. 장모님은 건강하기 때문에 그래서 춥지는 않은데 그냥 추울 뿐이야. 아빠랑 너 không sao đâu mẹ. Chạy đi cho nó khỏe. Nó lạnh thôi chứ nó có gì đâu. Nó chỉ hơi lạnh xíu thôi mà. Mẹ khỏe mà cho nên mẹ không bị đông đá đâu, mẹ yên tâm đi. 겨울에 운동하면 건강이 제일 좋아요. 여름보다. 진짜로. Ông nói mùa đông tập thể dục là nó sẽ tốt, nó sẽ khỏe hơn mùa hè luôn. 진짜 진짜. Thiệt luôn á mẹ. Bây giờ nhảy. Bây giờ đợi sáng mai trời đâu trời nó âm độ cái mình nhảy xuống cái con kinh đó mình ngâm nước. Hỏi đồng đá với ở dưới luôn khỏi lên. Đang mình rèn luyện sức khỏe như tổng thống Nga vậy đó mọi người. Người bạn nào cơ đấy. Hỏi đá đông rồi khỏi lên luôn. Bên nước Nga người ta hay tập thể dục kiểu đó lắm đó. Người ta hay mùa đông lạnh người ta cởi đồ người ta nhảy xuống ta lội vòng ta lội lên. Các bạn nghĩ kìa bà. Chàng mông y bố gồ. Hàn bông đá gà bố gồ. 이게 아닌가 싶으면 다음에 나가지 말라고. 안 chồng con nói là bây giờ không muốn 나가보고. Giờ đi tập thử một lần đi. Rồi thấy không ổn thì móc khỏi đi mà thử làm trước đi. Đi không? Ok. Chạy ngồi nóng lên. Rồi hết anh à. Thank you. Chạy bộ ngồi nóng lên nhà mà còn mặc 2 3 4 cái áo thì ra ngoài chạy trời. Thì chạy ngồi nóng lên. Ôi, nhà mình đọc tôi muốn rồi. Cho gia vị nhiều quá ăn hết. À, mất đó. Ăn hết cua mà không hết gia vị. Trong muốn nghe. Cái bao nhiêu? Lốt tôi bốn nó giả chứ gì á? Lốt tôi bốn nó trước mấy tuần vừa. Hỏi mẹ là có quánh số đặng mua lô tô chưa? Bà ông đưa miếng giấy cho mẹ điền số này, mẹ có điền chưa hay dục đâu rồi? Mẹ có biết đường đâu điền.
Ông hai chú mỗi lá sao bớt là sao? Không biết đường điền dục. Anh nghĩ em thì giúp chú của lá lọc kinh vậy. Ok đi nè. Ủa bữa đó đưa cho mẹ nó đi vô đánh từ số 1 tới số 45 đánh 6 con rồi mẹ ok rồi sao dục vô trong gác luôn rồi. Mẹ mua gì chúng anh khỏi đi qua nơi lạnh chết đi mẹ à. Sao không qua, mà sao không mua? Mà không biết đường mua. Vậy rồi, ê chú nghĩ giúp kia. Mỗi khẩu lạnh lâu quá, nghĩ rồi. Vậy chứ ở Việt Nam mỗi ngày mỗi sổ còn mua không trúng. Đây cái này một tuần sẽ một lần mỗi sổ một lần, một lần trúng mấy chục tỷ khó. Để coi 100 triệu một lần trúng là 40-50 tỷ, có khi 80 tỷ ông nội ơi. Mà biết là mới trúng mà phải lâu quá, nghỉ mua luôn. Ăn phải làm chiên. Ăn ba này hết rồi còn ngon cơm ăn hết rồi. Cứ này cầm ra, cầm ra thịt chim. Ngon ngon nè. Cầm ra chân. Mẹ ăn đi con ăn em mất gì mình cắt xay ra, mình xay bí đỏ, mình trộn bột, mình viên gì thế kìa. Đúng rồi, là ra món này nè. Ừ. Ăn là biết nè, gia vị. Trời ơi, dữ quá ta. Ôi. Làm món này chiên đi con chào bá. Mikaru, cầm ra, kê ra, như thế kia mình ăn mất rồi. Không chụm nhập cuộc. Dễ mà, miếng muối, miếng bột, miếng trứng vô. Bí đỏ của mình á. Thôi là món này bán cho học sinh được. Về chỗ má ba chợ. Không. Về mở cái tiệm ngay trước cửa học sinh á, ngay trước trường học á, trước cửa học sinh. Ngay trước trường học á, gần ngã ba chợ rồi á. Đầu mở cái tiệm bán mì cây với lại kim chi. Cây thứ nó bán đầy rồi. Cây mà mình nó bán ngon hơn. Sao ngon cũng như vậy. Sao không ngon? Có kêu mẹ chồng món gì nấu cho. Bánh nè. Ngon mà anh. Xong cái mình bán bí chiên này với mấy món của Hàn Quốc. Ồ. Như bánh gạo rồi đó. Học viên nó khoan quá. Cô Lý mà. Ngày hôm trước không cô. Rồi ăn phải từ chấm mướp trên sữa đặc luôn. Ngon. Chấm mà ngon. Ừ chấm này ngon ngon. Chấm giống mẹ ngày hôm qua kia kìa lấy hồng chấm nó bánh mướp. Bây giờ tao nói nhà này con mày ghế mẹ vợ nó hợp nha. Bởi vì ăn chấm tôm mới độc lạ. Anh này sầu riêng chấm nước mắm ớt. Mắm tôm. Sầu riêng chấm mắm tôm có. Rồi nước mắm ớt có luôn. Coi mẹ là hồng mềm chấm nước mắm ớt. Rồi giờ khoai từ chấm muối ớt sữa đặc. Cái nhà tôi ăn toàn độc lạ không trời ơi. Nếu thông cho mình làm ra một mấy như vậy rồi. Rồi hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Diệu Anh TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Bye bye, cảm ơn. Rồi đi ăn tắt lên cho thoải mái chút rồi. Ngồi trước, gì ngồi trước ống kính rồi nó. Một mình rồi. Khó chịu. Anh lá gì kìa cũng uống dạ. Không ăn à. Đã 됐으면 빨리 가서 카메라 꺼라. 전분하게 앉아 먹자. 카메라 앞에 너무 긴장하다. 아 긴장을 많이 했다. 뭐지? 민망. 야, 민망한 게 뭐 있어? Hơn gái 18 chưa chồng.